xe bệnh em có mà tụi con có, con chỉ hỏi như đó thôi. Tôi nói Mà đại trong khi khái đó cái con vấn cũng đề nộp một đó. chung Thôi từ 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 rau từ từ thì đó con nói đó là rồi bây con. giờ đại diện cho cái ý kiến của con Thủy và của Thiếp Sáu Dạ đúng rồi. là chị em đang số là khiếu nại cái vấn đề mà đơn rồi cái dịch đó là dịch chung, Dạ đúng rồi. nhưng mà tôi bây giờ tới riêng tôi sẽ giải thích này. Dạ. Đây cái số thôn số đơn của bà con và là tôi vẫn ghi nhận thu toàn bộ cái này là còn đây. Lý do sang nguyên nhân còn là cái ông xã ổng cho xét mỗi thôn 6 thôn là cứ mỗi thôn mỗi đợt là 45 đơn thì tất nhiên mới xét lần thứ ba thì tính bà con mình cứ tính dùm cho tôi là 45 mỗi đợt mà nhân cho ba đợt thì là mất 130 mấy đơn, 135 đơn thì hả? còn cái đơn mình đây là trong thôn mình đây là 440 hộ gồm có 1.882 khẩu, thì trừ ra những cái khẩu mà trẻ em già cả không được nằm trong xét đây thì còn lại khoảng 1 triệu lữ, thì mới xét đây có bốn và có 135 đơn. Thì chị em cứ nghĩ thôn cũng muốn đưa ra nhưng mà xã có cho quy định số lượng để xét mỗi đợt mà mất đợt thứ ba thì bà con mình cũng phải còn tồn đọng lại cái đơn, chứ không phải là mình bà con mình muốn cái là được hết. Vậy thì con hỏi với chị Rồi sao để em nói tôi giải thích này. cái đây đã, rồi đó là Thì dứt ông điểm nói chị vậy em có xong nghe rồi thông em sợ đã. là tao không biết. Cái đó là ý nghĩa nó như vậy. Chị có biết tính không? Nếu có người không biết tính, có người biết tính thì đa số là mình cứ nhân lên ba đợt, mỗi đợt 45 đơn thì ba đợt nhân lên phải là 135 đơn không, mà thôn mình đây cho rằng có 1.002 đơn là nếu có 1.002 đơn, chứ mà có đó là từ cụ già từ trẻ em Vậy thì bây đấy giờ hiểu rồi, bây giờ mình nói này, bây giờ con nó chú nói là tất cả đều hiểu rồi đó, bây giờ chốt lại là tụi con là tao đợt nào là được xét. cái đơn của con Hòn đây á là nó có dày chú đây á, là đại diện trưởng thôn đâu, bà con cứ nghĩ là bao nhiêu Thôi cái mày con hỏi để chú ta nói nói cho chứ chú ta giải quanh thích co cho mày làm vô gì tranh thủ, sao? nhưng mà nói dòng Anh cho dài nên mày nên ghi nên âm vô nên đi, nào. cứ con cứ ghi âm Người ta hỏi còn một đằng cái mà có đi trả lời một nẻo không chừng sẽ điều gì tao á. giải thích từ từ Tao cho đâu cho có nói mày, cho chú nếu nói. mày mà gây mày luôn gây lộn xộn tao không giải thích nữa, Con tao không không giải thích có cái gì của gây. mày Vậy tao ông nói màu gì vậy nhà xong thôn này, đúng vậy thì không? ông nói xong rồi tới lượt con hỏi đó, thì tôi Thì nếu mày ông nói hỏi vậy cho thì tụi tao, con tao tới hỏi lượt cái sự tự nào. nhiên ta đang trả Xong lời cái rồi cuối cùng ông của đem mày nói là cái chen đơn của vô. tôi nhiều, cái đơn của con á, ông đem nói Bây theo giờ cho cái đơn của má mày á, đó. trong cái đơn của con Lê Thị Hoàng đây á là cho trong cái đơn là bán hàng rong mua bán nhỏ lẻ, tất nhiên là có một mày cho rằng là mày bắt cóc, nhưng mà đưa ra đây là đồng chí Thanh bí thư chi bộ là trước chú là trưởng thôn nhưng mà phải giữ cái quyền chỉ đạo của bí thư chi bộ thôn là thằng Thanh, thì nó cho rằng cái bà Hòn đây á là tôi biết con có sổ tiết, nó mang cái giỏ sách nó đi cho bà con mượn tiền này khác chỗ này chỗ kia, mà đưa vô cái đơn đây á là bà con cuộc họp đây á là nên thấy cái việc đó có đúng có chính xác không, chứ tôi cũng là chỉ đạo trong cái việc xét đây, nhưng mà nó là không có nằm bắt ốc để bán ốc từng cái con ốc đó, thì ý là nó như vậy. Thì bây giờ chú cuộc họp sao chú trình bày vậy, nếu chú trình bày mà sai cái nội dung mà cuộc họp chú đưa ra chuyện không mà đi nó có thì con được quyền con gặp thằng Thanh gặp cô Hằng rồi gặp các cái chi hội đoàn thể là nông dân phụ nữ chị Vinh được chưa, cái đơn của ông Hòn là ý kiến là chú giải thích như nó vậy. Còn bây giờ bà con mình đây á, cái số đơn đây tôi cũng muốn bà con mình nằm trong khung đây. Dạ yeah, mới